À, xin chào mọi người, em nghỉ bán bưởi mấy hôm thì hôm nay bắt đầu hôm lại bán bưởi lại đấy ạ. Nghỉ bán bưởi mấy hôm, giờ em mới phát bán bưởi lại đây. Cây bưởi này cực kỳ đẹp luôn này, có rất là nhiều quả thật nhá. Cây này trên cây nó có khoảng hơn 50 quả, gần 60 quả. Bác nào mà có nhu cầu mua bưởi với trưng Tết thì alo cho em nhá. Alo số điện thoại là 0969162214 ạ. Cây này rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Cao cây nó vào khoảng gần 3 mét. Cao cây nó vào khoảng gần 3 mét mọi người nhá. Ông chú lại mất mạng 8386. Cảm ơn bạn 18924 đã follow em. Chào bạn Đông Nguyễn, chào 93E. Bác nào mà chưa follow thì follow em, mà bác nào follow rồi thì thả tim giúp em với ạ. Mọi người ơi, cây này bao nhiêu vậy chị? Cây này là cây 8 củ nhá bạn nhá, 8 củ ạ. Cái này 8 củ ạ. Nezi Linh ơi, cái này 8 củ nhá. Ai chưa follow mà thôi 7 củ đi, 7 củ. 7 củ chất giá cuối cùng nhá, để mọi người đỡ phải mặc cả. Đỡ mặc cả em đau đầu lắm. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Cái này rất là đẹp luôn này. Ở đâu vậy chị? Em ở Văn Giang Hưng Yên. Lá héo đâu mà lá héo? Bạn nào bảo, bạn nào lại vừa phát ngôn là bảo cây lá héo nhỉ? Lá này các bạn bảo lá héo. Lộc lo nó đang bật lên đây. Bọn này Tết lá đây, lá của nó đây ạ. Héo đâu mà héo à các bác ơi. Quả quả thật đây này. Em quay này, đây là bưởi diễn này. Đây là quả nhá, đây là quả đây ạ. Quả thật đây nhá. Cây này rất nhiều quả thật luôn, nó vừa quả ghép và quả thật. Nhưng cây này là cành này là quả thật này. Đấy, không phải quả ghép nhá. À, quả ghép này. Đấy, quả này quả ghép này. Cây này có rất nhiều quả thật luôn, đây quả thật luôn này. Vừa quả thật vừa quả ghép nhá. Em ở Văn Giang Nghiên, chào các bác đang xem live các bác. Chào 190 bác đang xem live, các bác xem live các bác tương tác cho em bằng cách chia sẻ livestream giúp em đi ạ. Ông chú đâu rồi chị? Ông chú ông ấy vừa bị ông ấy chia nhau, mình nai xong lát đến bạn ấy nai. Alo ạ. Có chứ bạn ơi. Rồi mình nhắn đây. Có bạn khách bạn ấy có bạn khách bạn ý, bạn ý bảo là gửi số bất tài khoản để bạn ý chuyển khoản cọc lấy 100 cái mộp. Mà em đang phát like dở thôi, lát nữa từ sáng bạn bảo rồi nhưng mà quên. Đấy, cứ nhiều người gọi xong quên mất nhá, quên mất luôn. Cái này em bán 7 củ ạ. Cái này em bán 7 củ ạ. Bạn Nguyễn Lê Tuân, bạn đang like ở trên trang góp nhà cắt đá. Nhà em có hai trang nhá mọi người nhá. Một trang góp nhà cắt đá trên Facebook, một trang ở trên TikTok. Có ship lẻ, em cái hàng bưởi to này em có ship nhá. Hàng bưởi to này em có ship ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Cây này nó vừa có quả thật vừa quả ghép nhá. Vừa quả thật vừa quả ghép đấy ạ. Quả thật đây này. 7 củ các bác ơi, cây này 7 củ thôi. Quả ghép đấy ạ. Quả ghép mắt ghép như này ạ. Quất thì em không ship nẻ, em chỉ ship nẻ bưởi thôi ạ. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Ship về Thái Bình bao nhiêu? Ship về Thái Bình cả cây này cả ship là 8 củ nhá. Bác biết em thì đánh nôm mấy nôm mộc rất là đẹp, nên các bác là có nhu cầu yêu thích mộc hương. Yêu thích mộc hương thì là các bác cứ inbox cho em. 7 củ là 7 củ, các bác nào muốn hỏi 7 củ là bao nhiêu tiền thì các bác cứ inbox Zalo cho em. Bởi vì trên TikTok này không được nói giá tiền, lấy còn nói giá tiền phát là supply luôn. Nói lên tiền phát là supply luôn, anh TikTok anh cho supply luôn nên em không nói được giá tiền mà em chỉ nói lái đi một tí thôi. Nếu bác nào mà quan tâm đến giá của nó thì qua Zalo giúp em nhá.
qua Zalo số điện thoại là 0969162214 cho em. Em cảm ơn anh 888 đã follow em ạ. Các bác ơi, bây giờ mới được 179 lượt thích. Các bác xem like, các bác tiện tay các bác cứ nhấn vào nút thả tim cho em với. Các bác không làm gì các bác ngồi thả tim cho em vài cái tim cho em động lực tí. Các bác không làm gì các bác thả cho em ít tim ạ. Để em tăng cái lượt tương tác lên. Nếu các bác thả tim nhiều ấy thì là tương tác Facebook nó sẽ đẩy lên. Em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã thả tim thả like cho em ạ. Đấy, cảm ơn các bác được 378 lượt thích rồi. Em cảm ơn anh Thái 086 đã follow em. Cảm ơn anh Cường Nguyễn, cảm ơn Trần Lợi, cảm ơn Nguyễn Huyền. Cảm ơn tất cả mọi người đã thả tim thả like giúp mình ạ. Có cây nào giá rẻ hơn? Có cây giá rẻ hơn, có cây 4 năm củ lát em quay nhá. Lát quay lên cái hàng đấy. Anh Tới đã follow chủ phòng này, em cảm ơn anh Tới, cảm ơn Vân Trọng 82804 đã follow mình ạ. Được 627 lượt thích rồi, em cảm ơn anh Vân Trọng đã follow em, xỉ quất như thế nào ạ? Cái này bao nhiêu vậy em? Cái này 7 củ ạ. Cái này 7 củ nhá. Ai quan tâm cái này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214. Anh Thìn Lê 6976 đã follow. Em cảm ơn anh Thìn Lê. Anh Thìn Lê là hình như là trước follow một lần rồi hình như hoặc follow em rồi không lại hủy follow em xong là lại follow tiếp à? Chúc bạn buôn bán gặp may nhé. Em cảm ơn anh Thái. Em ở Văn Giang Thái đi một tí ạ. Trương Quốc Chính đã chia sẻ video like khuyến khích nhiều người. Có cây quất nào rẻ chơi Tết Bình Dân không shop có. Nhà nhiều củ lắm, lấy khoai sắn ha, khoai sắn gì đều được, em đều thích ăn hết ạ. Khoai sắn gì thì em đều thích ăn hết. Bác nào có khoai sắn thì mang đổi nhá. Chúng ta mang đổi lấy bưởi. Đây này, cái cây em vừa quay cho mọi người đây này. Ở xuống đây em xuống đây thì không còn cây đẹp. Cây này này, cái cây em quay cho mọi người cây đầu tiên này này, em thấy nó đẹp nên em mới quay đấy. Còn nó sợ nó mà không đẹp thì em không quay đâu. Cây này đẹp này. Anh Chính cũng bảo like à. Phan Nam Doctor. Được vẫn còn 151 người xem. Vẫn còn 151 người xem. Amazing good job. Amazing good job. Cái này cây cực kỳ đẹp luôn, mấy cây thì kia nó không được đẹp. Cái này là nó rất là đẹp nhá. Em quay các góc của nó đều đẹp luôn đấy ạ. Đây là các góc. Năm nay ngắm cây online chứ làm gì có Tết mà sắm cây bây giờ. Đúng rồi, bác nào mà không có tiền thì cứ ngắm cây online thôi. Ngắm cho đã nó. Các bác cứ follow em là ngắm đã đời luôn. Các bác cứ follow em nhá. Các bác nào mà không có tiền nhá. Các bác nào mà không có tiền mà muốn ngắm cây, các bác cứ follow em. Các bác thả follow cho em. Đi qua nhà em mà lỡ vào trang nhà em mà các bác thả follow cho em. Có bưởi thống bán không? Em có nhá anh Thanh Hải nhá. Em có cả hàng cao cấp, hàng 15 củ, 20 củ nhá. Bưởi thống ấy. Các bác nào mà không có tiền thì cứ follow em thoải mái thôi. Follow em là kiểu gì cũng được được xem cây đẹp luôn. Tại nhà em hàng Tết này thì em chủ yếu chạy hàng bưởi với cam quýt. Nhưng mà đến mùa hết mùa Tết này thì em lại quay lại cái hàng bình dân. Mà hàng bình thường em hay bán là mộc hương, mẫu đơn rồi các thể loại đấy. Các bác cứ follow em là kiểu gì cũng có cây đẹp cho các bác. Ship Đà Nẵng không bạn? Có ạ. Lát nữa em tắt cái like này xong là lát nữa chúng ta qua cái chương trình gì nhở, quay bưởi mới quay quay hoa giấy nhá. Cây bưởi đang quay này giá 7 củ ạ. 7 củ. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214. Em cảm ơn anh Dương Lộc 38 Hà Tĩnh đã follow em. Các bác ơi, các bác xem like của em, các bác tích cực nhấn tim thả like cho em nhé. 793 lượt thích rồi. Các bác thả tim thả like cho em lên 1000 lượt thích đi. 1000 lượt thích đi ạ. Cây này cực kỳ đẹp nên em mới quay lâu nhá. Nhưng cây mà không đẹp thì em không quay lâu đâu. Nó xuất sắc đấy ạ. Chuyển vô miền Nam được không ạ? Chuyển vô miền Nam cũng được. Nhưng mà nói thật là thôi các bác miền Nam đừng mua. Em cũng chân thành. Các bác miền Nam các bác mua quất đi. Em cảm ơn anh Tĩnh Tâm 24. Mất 3 ngày. Đi xa mất 3 ngày em sợ nó nhà xe vận chuyển không biết không kiểu nhà xe đi ẩu ấy. Đi ẩu cứ phanh gấp gặp ổ gà ổ chuột cứ phi thùng sộc thùng sộc cũng là phanh gấp. Thì cái bưởi này nó có cả hàng ghép mà em sợ nó sẽ bị rụng quả nên thôi các bác miền Nam thì thôi em không bán cho các bác miền Nam đâu. Nhớ các bác mua về mà rụng quả các bác là nó khổ thân các bác ra.
Em ở Văn Giang Hưng Yên à? Em ở Văn Giang Hưng Yên. Văn Giang Hưng Yên. Có cây nào tầm 2 đến 4 củ không? Và Đắk Lắk không? Không không thôi, tầm này Đắk Lắk em không ship Đắk Lắk hàng bưởi đâu. Nếu mọi người mà mua quất ấy, mua quất mà ship quất được thì là có thể ship được quất. Chứ hàng bưởi này thì không ship Đắk Lắk được đâu, em nói thật luôn. Lào Cai 002 đã follow chủ phòng này, em cảm ơn anh Lào Cai 002 đã follow em. Bao nhiêu tiền cây đấy vậy? Cây này cũng thế ạ. Cũng 7 củ. Cây này cũng 7 củ nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 cho em. 0969162214 nhá. Em cảm ơn anh Bang Bang 6023 đã follow em. Cảm ơn Ngọc Thảo đã tặng em một bông hoa hồng. Chỗ này hình như gần cầu Bắc Hưng Hải, đúng rồi ạ. Quê mình, quê Hưng Yên. Quê Hưng Yên. Cái này đẹp này các bác này. Cái này đẹp mà giá rẻ này. 8 củ này. Cảm ơn bạn 2SM đã follow mình. Chị ở Công Luận ạ. À? Đúng rồi, mình ở Văn Giang Hưng Yên bạn ơi. Có cây này đẹp này các bạn ơi. Có cây này đẹp này. Cây này xuất sắc luôn này các bạn ơi. Cảm ơn 5XB8 đã follow mình ạ. Có cây này đẹp xuất sắc này. Cây này có 8 củ này. 8 củ cả chậu luôn ạ. Cây này dáng đẹp luôn này. Chậu vuông. Chậu vuông luôn đấy ạ. Bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em. Cây này giá cực kỳ rẻ luôn đấy ạ. Hàng nhỏ hơn đi shop, ok. Em ở vòng xuyến Văn Giang này, ok. Chào bạn nào K002. Không thấy rep. Em đang phát này thì em rep làm sao được. Em là tự cung tự cấp, làm gì có nhân viên đâu. Nhân viên này chỉ có các bà già. Thì các bà không biết trả lời tin nhắn. Các bà chỉ biết là đủn cây ra đủn cây vào. Rồi các ông thì cũng chỉ biết là đủn cây ra đủn cây vào thôi. Anh Đức Cường ơi, anh inbox cho em xem anh địa chỉ ở đâu nhá. Giá em bán là giá bán tại vườn, chưa có cước vận chuyển đâu. Giá em bán là giá bán tại vườn, chưa có cước vận chuyển. Nếu mà mọi người xem, mọi người ở gần hay xa ấy, mọi người ở gần hay xa thì em cân đối, em hỗ trợ cho một tí ti thôi. Cái này 8 củ cực kỳ rẻ luôn đấy ạ. Ai mua cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi Zalo số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Em cảm ơn anh Thanh 840 đã follow em. Vâng em ơi. Đấy em. Em nổi tiếng quá, đi đâu người ta đang hỏi. Khổ thế đấy. Mình ở Mê Linh. Cây quýt bao tiền một cây? Em xin phép em tắt like nhá. Em xin phép em tắt like đây. Lát nữa lại like tiếp nhá. Cây này là 8 củ này. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Em cảm ơn anh Elok đã. Cây quýt bao tiền một cây? Cây quýt em không bán quýt. Có cây nào cho anh cây inbox em cho luôn. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Thiện Quang đã tham gia, chào Thiện Quang. Đấy, vẫn không muốn tắt like bởi vì vẫn còn nhiều bạn vào xem ấy. Mọi người ơi, mọi người xem, mọi người thả tim, thả like cho em nhá. Thả tim, thả like. Cảm ơn tất cả mọi người. Em xin phép em tắt like nhá. Em xin phép em tắt like đây.